xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào khách. Trước mắt mọi người đây là một số dòng máy xay giò chả hai lớp có bao đá, sử dụng cho mục đích gia đình và sử dụng cho mục đích kinh doanh. Thì ở đây có máy to máy nhỏ phụ thuộc vào khách hàng, cái nhu cầu của mỗi người mỗi khác. Và giới thiệu với mọi người đây là 6 dòng máy nhỏ gia đình. Thì hai con máy bên cạnh này nó đang sử dụng điện 110 cho những nước như là Nhật, Mỹ, Canada hoặc là Đài Loan. Còn đối với 4 con máy tiếp theo đây là sử dụng điện 220, ví dụ như Việt Nam mình là điện 220. Thì cái đặc điểm khác nhau, cấu tạo lên, cái giá thành khác nhau thì nói qua luôn để mọi người nắm được. Ví dụ như hai con này nó sẽ là cùng một loại với nhau, nhưng mà cái chân đế, mọi người để ý giúp mình, chân đế đây là con chân đế bằng sắt này, còn con chân đế bằng inox này. Đấy, cái giá bán của nó sẽ chênh nhau là 100.000, con này là 2.3 triệu, con này là 2.4 triệu. Còn đối với cái dòng máy này thì nó sẽ được gọi là khung inox, mọi người có thể nhìn bốn góc bốn cạnh của nó sẽ dựng thẳng lên bằng inox hộp. Đấy, và cái vỏ, cái motor của cái này nó sẽ chắc chắn hơn, khỏe hơn. Thì cái máy này nó đang bán là 3 triệu. Còn đối với cái con to này, khung máy hình chữ A, mọi người lưu ý nhé, hình chữ A to ấy, thì cái motor của nó, hai cái loại này nó cũng không giống nhau, mà cái motor này nó sẽ khỏe hơn, motor lõi dài hơn, dây đồng nhiều hơn và có thể sử dụng được xe tối đa là 2 cân. Giá bán niêm yết là 3.2 triệu. Đối với những anh chị nào mà đang có cái nhu cầu xây giò chả để bán ấy, để kinh doanh ấy, thì ở đây là có 4 loại máy chính. Con máy này hiện tại là motor 2.2 kg, xây được 3 cân một mẻ. Mọi người lưu ý 3 cân một mẻ, sử dụng điện gia đình, điện 220V. Còn con máy này là motor 3 kg, có thể xây được 4 cân một mẻ. Còn con này nó sẽ rơi ra là, hai con này giống hệt nhau về motor nhé mọi người nhé, nó chỉ khác nhau cái vành này thôi. Mọi người để ý một cái vành nhỏ và một cái vành to. Đấy, còn nó có thể xây được tối đa là 5 cân một mẻ. Về giá thành thì xin phép được điểm qua một loạt luôn để mọi người có thể biết chi tiết hơn. 2.3 triệu, 2.4 triệu, 3 triệu, 3.2 triệu, 2.6 triệu, 3.4 triệu. Đối với cái dòng to này 5.2 triệu, 6 triệu, 6.5 triệu. Và con máy này là 6.800.000. Mọi giá bán trên là giá niêm yết, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị em ở gần ở xa sẽ phải tính thêm cái phí vận chuyển. Thì chi tiết hơn nữa về các cái chi tiết thông số máy móc, mọi người có thể tham khảo ở website máythựcphẩmhoangquân.com. Xin cảm ơn mọi người, xin chào.